Dạ rồi, em chào mọi người nha. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay lại clip mới nhất của em. Hôm nay em lại lên cho một bé quá bối nha mọi người. Bé này thì là 24K4 số 9 nha. Body cực đẹp luôn. Bé này thì size tầm khoảng 45-46cm nha mọi người. Chung là cũng cân đối, cũng không to lắm mà cũng không nhỏ lắm nha. Thì bé này thì body sumo nha mọi người. Bản lưng cực dày luôn. Anh em nào mà mình thích chơi những con mà ngắn ngắn á, mà nhìn nó lực á mọi người, thì có thể cân nhắc về bé này nha. Mọi người thấy mắt môi rất chuẩn, rất khít luôn nha. Râu dài, đầu muỗng nha, càng hạ nữa. Bộ đuôi thì cũng rất là căng nha mọi người. Còn về màu sắc á, thì bé này hầu như là lên full hàng vẫy số 5 hết rồi nha mọi người. Viền vẫy cực dày luôn. Anh em nào mà mình kết bé này hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại thì em để góc trái màn hình nha mọi người. Thì em cũng xin báo công khai luôn. Thì bé này thì em đang để với giá là 6.3 nha mọi người. Anh em nào mà kết thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Thì bên em thì vẫn đang nhận giao lưu nâng cấp trao đổi các loại cá rồng luôn nha. Và bao quay đầu luôn. Bên cạnh đó thì em cũng có nhận thâu lại cá luôn nha mọi người. Anh em nào mà mình không có thời gian chăm sóc á, hoặc là vì lý do công việc hay là gì đó thì cứ alo cho em sẽ tới tận nhà bắt luôn. Nhưng mà bối thì size khoảng 40 trở lên nha mọi người. Thì chắc clip em cũng xin tạm dừng ở đây luôn. Mọi người cho em xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like để kênh em phát triển nha. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha.